Những định luật cuộc đời, bạn nên nhớ, phần 1, hãy cùng đọc và suy ngẫm những câu nói hay này nhé. Định luật của sự ngu dốt. Sự ngu dốt phần lớn đều được sinh ra khi tay chân hoặc miệng hành động nhanh hơn cả não bộ. Định luật cuộc đời, những thứ bạn sống chết đòi có được nó, có thể đều không phải những thứ cần thiết nhất. Định luật sỉ nhục, khi bị sỉ nhục, biện pháp là bỏ qua, nếu không thể bỏ qua, hãy coi thường nó. Nếu việc coi thường nó mà bạn cũng không thể làm được, thì bạn chỉ còn cách là chịu bị sỉ nhục mà thôi. Định luật trái táo, nếu có một số táo, có quả tốt có quả hỏng, thì bạn nên ăn quả tốt trước, vứt quả hỏng đi. Nếu bạn ăn quả hỏng trước, thì quả tốt cũng sẽ hỏng, bạn sẽ chẳng bao giờ ăn được quả còn tốt, cuộc sống cũng như vậy. Định luật động lực thường bắt nguồn từ hai nguyên nhân, hy vọng hoặc tuyệt vọng. Định luật vui vẻ, gặp chuyện gì chỉ cần bạn nghĩ đến mặt tốt của nó thì bạn sẽ vui vẻ, cũng như khi bạn bị ngã xuống rãnh nước, bạn có thể tưởng tượng rằng sẽ có con cá chui vào túi áo bạn. Định luật hạnh phúc, nếu bạn không cần phải luôn nghĩ xem liệu bản thân có hạnh phúc hay không, thì tức là bạn đang hạnh phúc. Định luật sai lầm, người ta đều có lúc sai sót, nhưng chỉ khi nào bạn lặp lại sai sót cũ, thì bạn mới phạm sai lầm. Định luật im lặng, trong khi đi tranh luận, quan điểm khó đánh đổ nhất chính là im lặng, quan điểm khó chấp nhận nhất cũng là im lặng. Định luật trang điểm, thời gian dành để trang điểm càng lâu, thì tức là khiếm khuyết điểm mà bạn muốn che đi càng nhiều. Định luật tiết kiệm thời gian, nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian ngay từ khi mới bắt đầu, thì kết quả sẽ là bạn mất nhiều thời gian hơn gấp vài lần. Định luật địa vị, có người đứng dưới chân núi, có người lại đứng trên đỉnh núi, tùy vị trí khác nhau, nhưng trong mắt cả hai, người kia đều nhỏ bé như nhau. Định luật nói chuyện, có hai cách nói chuyện đáng ghét nhất, một là không bao giờ dừng lại để nghĩ, hai là không bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Định luật hiểu lầm, bị một người hiểu lầm, phiền phức không lớn lắm, bị nhiều người hiểu lầm, có lẽ sẽ rất phiền phức, chính mình không hiểu mình, thì không còn cơ hội cho người khác hiểu mình. Định luật thăng tiến, người làm quan, mỗi khi thăng một cấp, không cẩn thận thì tình người lại giảm đi một bậc. Định luật tiền bạc, tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều cần tiền. Định luật tài chính, các tấm séc luôn đến muộn, còn các hóa đơn luôn đến sớm. Định luật dự phòng, học cách sử dụng tay trái làm một vài việc, vì tay phải không phải lúc nào cũng hữu dụng. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.